Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bạn gái mới của Phùng Thiệu Phong chính thức lộ diện, nhan sắc được khen ăn đứt Triệu Lệ Dĩnh. Dù đã đứng ai nấy đi nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vẫn liên tục bị đéo tên cùng nhau. Sau 5 năm kể từ Minh Lan chuyện, Phùng Thiệu Phong có sự nghiệp phim ảnh lên xuống thất thường, trái ngược với nữ chính Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên không nhận nhiều tài nguyên phim ảnh. Còn bị miệng mài hết lời vì diện mạo xuống cấp, tác phẩm Chiếc Trước Phong Lưu đóng cặp cùng Cảnh Điểm trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ giúp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh lấy lại hào quang năm nào. Mới đây, tình mới của Phùng Thiệu Phong trong Chiếc Trước Phong Lưu trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông bởi diện mạo mới của mình. Cụ thể, đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh, Cảnh Điểm là tình màn ảnh mới nhất của Phùng Thiệu Phong, cả hai đồng chính trong phim cổ trang Chiếc Trước Phong Lưu. Hiện phim chưa ấn định thời gian lên sóng, nhiều người cho rằng dự án này sẽ phải đắp chiếu khá lâu bởi trước đó nữ chính Cảnh Điểm vướng nhiều lùm xùm không đáng có. Giữa lúc khán giả đang bàn tán về khả năng Chiếc Trước Phong Lưu lên sóng, Cảnh Điểm đã phát phúc lợi cho fan khi đăng tải bộ ảnh mặt mộc vô cùng xinh đẹp, nhan sắc trong trẻo của Cảnh Điểm lập tức lọt hot search Weibo, kèm theo đó là nhiều lời khen có cánh của cư dân mạng. Tại phần bình luận, ngoài việc ca ngợi trạng thái tích cực của Cảnh Điểm, khán giả còn so sánh nhan sắc của cô với các diễn viên hạng A của Trung Quốc. Theo đó, có người cho rằng nếu xét về nhan sắc thì Cảnh Điểm đủ sức ăn đứt dàn bị nhân sĩ bích khác như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Cốc Tịnh Y. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ ai đẹp hơn ai còn tùy vào gu của mỗi người. Mọi sự so sánh chỉ có tác dụng tham khảo. Chiếc Trước Phong Lưu của đạo diễn Ôn Đức Quang là dự án truyền hình rất mong đợi trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới. Thời gian đầu phim với nhiều tranh cãi chủ yếu do vẻ bề ngoài của nam chính Phùng Thiệu Phong. Thời điểm đó nhiều người cho rằng cặp đôi không có phản ứng hóa học khi đứng cạnh nhau. Đặc biệt Cảnh Điểm còn được netizen khuyên chạy ngay đi bởi họ sợ mỹ nhân Bắc Kinh sẽ gánh phim còng lưng. Tuy nhiên qua những hình ảnh đóng máy bộ phim, khán giả đầu vội quay xe trước sự đẹp đôi của cả hai. Nhan sắc của Phùng Thiệu Phong cũng được cải thiện ít nhiều. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.